nay chị hai đi học về, chị hai mua cho tụi con cá mập nè. À đây là mẹ mở lên cho chuột chơi nha. Đây đây mẹ thả nó xuống cho. Đây mẹ thả nó xuống cho con chơi nha. Rồi, bắt được rồi. Đây, thả xuống cho cá đi. Thả xuống. Rồi thả nó xuống cho nó dậy đi không? Thả nó xuống cho nó chạy đi con. Đi đây mẹ thả xuống cho nó chạy nè. Kìa nó chạy đi rồi kìa. Rồi chết rồi, chết rồi. Không thả nó xuống đi, không thả nó xuống, thả nó xuống cho nó chạy, thả nó xuống cho nó chạy.
Lâu lại. Rồi. Rồi, được rồi, tới đây đi. Bye bye con, bye bye. Bye bye đi con. Dạ, bye bye.